củ nhỏ là làm giống cực nhiều luôn ấy, nhiều lắm. Cứ lọc lọc ra củ to là cho sang một bên cho nó gọn, dễ phân chia nha các bạn. Mấy tay lên, mấy tay lên. Đấy, cái này là to này, to là cứ bỏ riêng ra rồi tí tính sau nha các bạn. Đây này, đấy. Tao bỏ xe cả, xe cả, xe cả, xe cả. Năm muôn tủ. Này, cái này cũng thế này. Ok, hello chào bạn nhá. Chào mừng các bạn đến với channel Quang Linh Blog của Sống Châu Phi. Video hôm nay là tiếp tục video hôm qua. Đấy, đó là lọc ra những củ to, củ nhỏ khoai tây để mà củ nhỏ sẽ đưa đi làm giống. Và củ to thì lúc ấy mình bây giờ là đang còn tính phương án là củ to là đi bán một nửa đấy cho người dân một nửa nhá các bạn. Để cái số tiền bán đấy là để mình đang còn đi mua hạt giống ngô cho người dân đấy các bạn. Đợt này là làm nông nghiệp có thành quả như này, có đầu ra đầu vào để mà hỗ trợ người dân là quá tốt nha các bạn. Đây, phòng này là phòng ủ giống khoai tây này. Đây, phòng này phòng ủ giống khoai tây này. Lúc mà khoai tây nhỏ mà rải xuống đây đấy là sẽ đóng cửa lại thì nó sẽ có độ ẩm với gì ở đây nha các bạn. Khi mà ủ xong một tháng rồi sẽ đưa ra trồng tiếp. Bây giờ là để cho người dân sẽ lọc ra củ to củ nhỏ nha các bạn. Đấy, tập trung anh em đâu đó là 20 người để mà làm, tại vì số khoai tây này quá nhiều, quá lớn luôn. Các sementi meteotru gran meteotru de kili karaga lisufora. Mấy tay lên, mấy tay lên. Đấy, cái này là to này, to là cứ bỏ riêng ra rồi tí tính sau nha các bạn. Đây này, đấy, to là cứ để riêng ra. Và tí nữa thì mình sẽ chiều tất cả anh em về thì mình sẽ cho tất cả anh em trang trải ở đây mỗi người một bao nhỏ nhỏ để về nấu ăn nha các bạn. Đấy, các bạn thấy chưa, củ nhỏ là làm giống cực nhiều luôn ấy, nhiều lắm. Cứ lọc lọc ra củ to là cho sang một bên cho nó gọn, dễ phân chia nha các bạn. Củ nhỏ là một thùng riêng. Vậy teramai để cái lịch sử. Rồi để đi kiếm cái bao tí đóng cho người dân tất cả anh em trang trại là mỗi người một đùm nho nhỏ để về nấu ăn. Cái thành quả của Quang Linh Farm. Đùm này nhỏ này. Này, nhỏ đấy này học hết rồi. Cái này để giống là đẹp luôn ấy. Giống là đẹp.
Solo le va grandi. Đây đang là phân loại ra nha các bạn. Nhỏ, trung bình này, rồi to này, rồi là giống này. Trồng lên đây hết nha các bạn. Tại vì cái này nó tiện. Mình mua cái khay này nó tiện lắm. Nó sẽ là bỏ đừng có đầy nha các bạn. Bỏ tầm này thôi này. Đấy, tầm này thôi này. Là khi mà bỏ trồng lên ấy là nó không dàn. Đấy, nó không dàn. Mà cái này chất được cái diện tích. Đấy. Chứ bây giờ là cứ để sàn lan ở dưới như này diện tích mất quá nhiều. Thì bây giờ trồng lên như này nó hạn chế được cái diện tích mình lại. Tiếp ra mai, nó mới tới mai mua tui xe dù. Ê xì vây vây vây. Để bày cho người dân này. Aumenta, ese. ¿Está bien? Aumenta la sim. Cái này là chắc chắn là thứ hai thì mới xử lý được nha các bạn. Thứ hai ra chợ. Ra chợ xử lý hết. Bán cho chỉ các kiểu nha các bạn. Và xem để lại cho mỗi trưởng bản một ít ăn đấy để có động lực. Còn lại nữa là chủ yếu là bán để lấy số tiền đấy mà mua hạt giống ngô. Để cái mùa mưa này là sẽ trồng, cho người dân trồng. Nó mấy tay mai muốn tôi xe dù nhá. À cái cá xà bùi. Vậy cả đời gặp mấy mùa ế xe ba tìm mềm. Quá nhiều luôn. Hả? Sí, que te puta mal. Toàn là đẹp không ấy. Quả nào hỏng là lấy ra hết nha các bạn. Ngày mà tầm thứ hai mới xử lý được. Chứ mai là chủ nhật rồi. Dạ, mấy tay su mấy mũi su. Đầu này là giống các bạn nhá. Này, giống bỏ riêng này. Ese desa. 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 Desa, desa. Cement bị kén nó bỏ lên vào ya. Desa ali. Cái này là đưa vào trong trong phòng. Leva leva mete ali lu cuatro. Cement. Đấy. Tất cả những cái củ nhỏ như này làm giống là để trong phòng kín nha các bạn. Có gì là để thứ ba thứ tư gì đấy là sẽ chọn ra để mà làm giống nha. Những cái củ nhỏ nhất đó đấy. Này, tầm tầm như này này là đẹp luôn. No mete la cima, no no no, mete basu. Yeah. Ok. Nó màu xê cả, xê cả, xê cả, xê cả, nó muôn tù. Này, cái này cũng thế này. Bỏ như này là... xê cả. Nó sợ nó dằn đây các bạn. Tại vì cái này nó cũng nó có cái gừ này, đấy, có cái gừ này. Cái khoảng cách nó rất là rộng ở phía dưới. Thì nó sẽ không dằn được những cái quả mà quả to. Yeah, no me teme mucho sello. Ese casa pues. Ah.
Rồi tao bỏ. Bắt đầu. Yeah, tao bỏ. Rồi, aumenta. Depois aumenta. Rồi, bây giờ lặt tiếp nha các bạn, nhiều lắm. Nhiều. Mấy củ này cho giống. Giống là cũng nhiều ấy các bạn. Bây giờ là phân chia như này các bạn này. Quả trung bình là nó sẽ ở phần này. Đấy, phần này. Đâu đó có 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. 15 khay quả trung bình như này này. Này, quả trung bình như này nhá các bạn. Còn loại to như này. Loại to như này nhá. Là sẽ phần này. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34. Ui, nhiều. Tấm đồ đó là 35, 36 khay to. Còn khay giống là ở trong này. Đây, giống ở trong này hết nha các bạn. Này, 2, 4, 6, 8, 10, 11 khay. 11 khay giống nha các bạn. Đây là vai phim Gibbersum. Đấy, để cái này để giống là đẳng cấp luôn cho các bạn này. Đỉnh luôn này. Hơi tối. Cái này là phòng này, phòng kín. Ủ giống được. Ok, bây giờ cái này thì đợi sang tuần mình xử lý nha. Rất là chuẩn luôn. Hôm nay là rất là vui khi mà thu hoạch khoai tây như này. Đấy, có được giống này và có khoai to này, để phân chia các loại này, khoai nhỏ này. Vậy tira đôi casa, uma casa eso. Uma casa eso. Mete fora. Después debe di tu beso, ya. Debe di un beso cinco, siete, ya. Vai come. Rồi, đây. Hai khay này. Đưa ra ngoài tí cho anh em làm trang trại Quang Linh Farm. Đây, hai khay này là cho anh em Quang Linh Farm nha các bạn. Là đưa về cho gia đình ăn. Então tudo pessoal, agora terá daquele folha batata. Mete lá do caruru caprito. Depois mais velho cota pequeno. Para já. Rồi bây giờ là cho anh em đi xuống ở dưới kia để mà lấy cái lá khoai ấy các bạn, lá khoai tây ấy. Là sẽ đưa về cho dê cho đổi ngũ bên dê là chặt ra làm ủ phân nha các bạn. Lá dưới kia kìa. Hay đi xuống dưới kia.